Okay, so it's time for us to start the lesson today. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. Can you see my screen? Yes. Okay. So, chào mừng các con quay trở lại với lớp học. Chào bạn tiếng Việt. Hôm nay đã là buổi học cuối của chúng mình rồi. Đây vẫn là những lời nhắn nhủ của cô đối với lớp của chúng mình. Trước khi chúng mình học bài mới thì chúng mình cùng ôn tập lại bài cũ nhé. So before we start the new lesson, we will review the previous lesson. Okay. So can you all turn on the mic and tell me? Các con có thể bật mic lên và nói cho cô rằng đây là gì nào? Quả chuối. À, quả chuối. Quả chuối. Tiếp theo nhá. Đây là gì nhỉ? Đây là gì nào? Quả quả đào. Quả đào. Quả đào. Đây là gì nào? Đây là gì nhỉ? Dứa. Dứa. Đừng đổ bác của mẹ. Dứa. 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 Quả. Dứa. Dứa. Quả dứa. Quả dứa. Đây là gì nào? Đây là gì nào? Quả. Quả. Quả nở. Quả nhau. Quả nở. Quả nhau. Quả nhau. Tiếp theo mình có gì đây nhở? Gì đây nhở? Quả cam. Quả cam. Đây là quả cam. Quả cam. Tiếp theo đó, đây là gì nhở? Quả lê. À, quả lê. Chính xác. Đây là quả lê. Tiếp theo nhá, đây là gì nào? Quả bơ. À, quả bơ. Quả bơ. Quả bơ, chính xác. Và cuối cùng mình có gì đây? Quả bơ. Quả bơ. Quả dưa. Quả dưa. Quả dưa. Quả dưa hấu. Dưa hấu, chính xác. Quả dưa hấu. Dưa hấu. Ok. The next one. Đây là gì nào? Đây là gì nhỉ? Lemon? Lemon. So how do you call lemon in Chinese? Quả? Quả táo. No, không phải quả táo. Nó là quả gì nhỉ? Quả. Quả gì đây? Lemon. Quả chanh. Quả chanh. Quả chanh. Quả chanh. Quả chanh. Tiếp theo nhá, đây là gì? Dâu. Đây là quả gì nhỉ? Quả dâu. Quả dâu tây. Quả dâu. À, quả dâu tây. Dâu tây. Dâu tây. Okay. Đây là gì nào? Đây là gì nào? Quả măng cụt. À, quả măng cụt. Chính xác. Đây là măng cụt. Quả măng cụt. Quả măng cụt. Măng cụt. Măng cụt. Đây là gì nào? Quả dứa. À, quả dừa. Chính xác. Quả dừa. Quả dừa. Chính xác. Tiếp theo, mình có gì đây? Quả mít. À, quả mít. Chính xác. Đây là quả mít. Chính xác. Quả mít. Đây là gì nhỉ? Quả đào. À, quả đào. 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 Chính xác. Đây là quả đào. Quả đào. Tiếp theo nhá. Nào, cho cô biết đây là gì? Bắp ngô. À, bắp ngô.
chính xác. Đây là bắp ngô. Chính xác. Tiếp theo nha. Đây là gì nào? Quả bí. Quả bí. Bí gì? Bí ngô. À, bí ngô. Chính xác. Đây là quả ngô. Tiếp theo nha. Đây là gì nào? Súp lơ. Súp lơ. Tên gọi khác là gì nhỉ? Tên gọi khác là gì? Bông cải. Bông cải. Rồi. Bông cải gì nhỉ? What color is that? Màu gì bông đây? Cải. Wow. Bông cải xanh. Bông cải xanh. Chính xác. Đây là bông cải xanh. Wow. Bông cải xanh. Tiếp theo nha, đây là gì nào? What is that? Oh. Cucumber? Yes. Quả tu tu. Không phải. Quả dưa. Dưa gì nhỉ? Chuột. Dưa chuột. Dưa chuột. Quả dưa chuột. Quả chuột. Chính xác. Tiếp theo, đây là quả gì? Quả gì? Quả cà chua. À, chính xác. Đây là quả cà chua. Ôi, chị thơm quá đó. Cà chua. Quả cà chua. Quả cà chua. Đây là gì nhỉ? Bông cải trắng. À, chính xác. Bông cải trắng. Bông cải trắng. Bông cải trắng. Bông cải trắng. Ok, and the next one. Nào, tell me, đây là gì? Quả nấm. À, đây là nấm. Đây là nấm. We don't, put quả here, we just call it nấm. Tiếp theo, đây là gì? Quả. Đây là gì nhỉ? Quả hành cây. À, nó là hành cây. Đây là hành cây. Hành. Quả hành. Hành. It's just hành. Hành. Okay. Hành. Tiếp theo đây là gì nhỉ? Quả cải. Tỏi. À, tỏi. Chính xác. Đây là tỏi. Quả tỏi. Just call it tỏi. Nạt quả tỏi. Tỏi. Nào, đây là gì nào? Cô cái. No. Quả dền. À, đây là củ dền. Củ dền. Củ dền, chính xác. Và cùng tiếp theo nhá, đây là gì nào? Củ cà rốt. À, đây là gì? Đây là cà rốt. Cà rốt. Chính xác. Đây là cà rốt. Cà rốt. Cà rốt. Cà rốt. Cuối cùng là gì đây? Đây là gì? Đây là gì nhỉ? Khoai tây. À, khoai tây. Chính xác. Đây là khoai tây. Khoai tây. Khoai tây. Khoai tây. Okay. Very good. And okay, so it's the previous lesson. So now we will learn about khỏe đẹp. Okay, so can you guys all follow me? I first and you all follow me, okay? Đẹp. 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 Xấu. 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 Cao. 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 Thấp. 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 Gầy. 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 Béo. 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 Già. 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 Trẻ. 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 Trẻ.
khỏe 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 yếu 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 yếu. Okay, so who can read that again for me? Đầu tiên cô nào? Sammy. Sammy, đây là gì con? Đẹp. Đẹp, đây là? Xấu. Chính xác, đây là? Thấp. Đây là? Cao. Chính xác, đây là? Gầy. À, gầy. Gầy. Đây là? Béo. Chính xác, đây là? Trẻ. Đây là? Da. Chính xác, đây là? Khỏe. Chính xác, và đây là? Yếu. Okay, thank you, Sammy. Lucas. Đây là gì con? Lucas. Đây là gì con? Khẩu. Khẩu. Khỏe. 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 Đây là? Yếu. Yếu, đây là? Già. Già, đây là? Trẻ. 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 Đây là? Gầy. 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 Đây là? Béo. Béo, chính xác, đây là? Cấu. Cao. Cao. Đây là? Thấp. 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 Ok, đây là? Đẹp. 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 Đây là? Xấu. 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 Ok, thank you, Lucas. Ok, Leonie. Đây là gì, Leonie? Nhà đây là xấu. Xấu. Đây là thấp. Thấp, chính xác. Đây là béo. Chính xác. Đây là trẻ. Trẻ. Đây là yếu. Chính xác. Đây là đặt lấy mấy kia nào, đặt lấy mấy kia mày cho nào đi. Bấm đi. Đây là gì nhỉ? Khỏe. Khỏe. Đây là già. Đây là gầy. Chính xác. Đây là cao. Và đây là đẹp. Chính xác. Ok, thank you, Leonie. And Thành Lam, your turn. Đây là gì con? Đẹp. Đẹp. Đây là cao. Đây là gái. Chính xác. Đây là giá. Chính xác. Đây là cả khỏe. Khỏe. Đây là xấu. Xấu. Đây là xấu. Thấp. Thấp. Đây là béo. Đây là trẻ. À, trẻ. Trẻ. Và đây là quê. À, yếu. 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 Ok, thank you, Thành Lam. Tiếp theo chúng mình sẽ học về cặp từ trái nghĩa, which is opposite word. The first one we have up. If the miss is this lên. Lên. So, what is the opposite one? Lên. The opposite one of that, who knows? Then.
Ok. Xuống. Xuống. À, xin đi. Xuống. Lên. Xin đi. Down. What's your end? Xin đi. Down. Down. Oh, in Vietnamese, what is that in Vietnamese? Xuống. À, xuống. Now, Leonie. Xuống. Xuống. Okay, xuống. Right. Up is lên and down. Lên. Xuống. Xuống. Very good. Xuống. Xuống. Now, in Vietnamese, it is bẩn, dirty. So, how about the opposite one? Bùn. Sai nghĩa với bẩn là gì? Sạch. 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 And your answer from Thành Lan? Sạch. From Leonie? Sạch. Leonie? Sạch. Sạch. Okay. So the answer is bẩn. The opposite bun is sạch. Sạch. Next one. We have strong, which is khỏe. Yeah. Opposite one. Opposite one. Yêu. 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 Now say me. What is that? Okay. So we have khỏe and yêu. Chính xác. We have hot. Okay, so who knows the meaning of this word and the opposite one? Hot. Hot. Light. Ah, I hear the answer. Light. Okay, I hear answer from Thành Lan and Leonie. It is light, right? Lang. That's what I said. Okay, so how about Sammy? Go on. What's your answer? Light. So Lucas, we have your answer. Light. Yes. We have noun and light. Chính xác. The next one we have heavy, which is nặng. And the opposite one. Send me. Yeah. Send me. Your answer is nhẹ. Nhẹ. Okay, Thành Lam. Nhẹ. Nhẹ. Right. We have nặng, which is heavy, and nhẹ, which is light. The next one, we have noisy, which is ồn ào. So the opposite one. Send me. Sammy, what is your answer? Yên tĩnh. Yên tĩnh. Nào Thành Lam. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Lucas and Leonie, do you have the answer? No. Okay, so we have ồn ào. Opposite one is yên lặng or yên tĩnh. Yên lặng or yên tĩnh. Yên lặng. Yên lặng. Okay, the next one we have light, which is sáng. Sáng. The opposite one. Tối. Leonie. Đuối. Tối. Sammy's answer. Tối. Thành Lam. Tối. Tối. Sammy, what's your answer, Sammy? Tối. Tối. Right. We have sáng and tối. Very good. Chính xác. Tiếp theo, we have bad, which is xấu. And the opposite? Đẹp. Okay, Thành Lam first. Thành Lam. Đẹp. Đẹp. Now, Leonie.
Anh nào đẹp. Đẹp. Nào Sammy. Xinh đẹp. Xinh đẹp. No. So here is bad. The opposite word of bad is good, right? Good, right? So in here, so will be the opposite word of tốt. 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 So and tốt. Good and bad. Not so ugly and beautiful. Okay. Okay. Next one we have salt, which is mềm. Mềm. And the opposite one. Cứng. Sammy. Cứng. Cứng. Nào Leonie. Bàn. Leonie, can you repeat your answer? Bàn. Okay, and Thành Lam. Cứng. 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 And the answer is cứng. Right, chính xác. Now, tiếp theo, we have empty, which is trống rỗng. Trống rỗng. So the opposite of trống rỗng is Thành Lam. Đầy áp. Who has another answer? No. Okay, so empty is opposite word of full. Empty is trống rỗng and full is đầy. Or đầy. Đời. Right. Okay. So can you all? Okay, so now I read first and you follow me. Tốt. Ngoan. Tốt. Ngoan. Ngoan. Thông minh. Thú vị. Chăm chỉ. Lười biếng. Cẩn thận. Cẩu thả. Sạch. Bẩn. Okay, so now I will ask you, have a game here. I will ask you in English, and can you give me the word in Vietnamese? Okay, the first one, clean. Clean or tidy? Tidy. Now, Lucas. Empty. No. Now, Sammy. Sammy. Tidy. No. What is it? Tidy. Clean, tidy. Is. Now, Sammy. Side. Chính xác. Yes, it's side. Now, the next one. Smart. Or intelligent. Smart. 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 It is smart here. Now who can give me the answer? Just guess it.
Now, Lucas, your answer? Can you give me your answer? Just guess it. Tell me what's your guess. Okay, so I will give you a hint. I will give you a clue here. It's begin with the letter T. Nó bắt đầu bằng chữ T. Which is smart or intelligent in Vietnamese? Who knows? No one knows. Okay, so in Vietnamese, is it homing? Here, is this homing? Homing. Homing. So the next one. What is lazy in Vietnamese? Okay, Sammy. Empty. No. No. Lazy. What is lazy? Lười biếng. Chính xác. Lười biếng. So lazy is lười biếng. Right? Biếng. The next one. Careful. Careful. Now say me again. Cẩn thận. Cẩn thận. So are you a careful person? Có phải là người cẩn thận không? So okay. The next one. What is interesting in Vietnamese? Now Lucas. Thú vị. Chính xác. Thú vị. Very good. Chính xác. So what is kind in Vietnamese? Kind. Kind person or good person? Kind person or good person? So we'll call him. The answer here is tốt. Tốt. So what is dirty? What is dirty in Vietnamese? What is dirty in Vietnamese? Bẩn. Bẩn. Chính xác là just bẩn. And okay, the last one. What is careless? Careless in Vietnamese. Careless. Là gì nhỉ? Careless. The opposite word of careful is cẩu thả. Cẩu thả. Chính xác. Cẩu thả. Okay, the next one. We will learn to ask about the characteristics listed of someone. So if you ask how is Nam, for example, Nam is now. So you will answer Nam homing và chăm chỉ. Okay. Chăm chỉ. Lucas, I ask you, Lucas, thế nào?
Lucas thế nào? How hard? How is Lucas? Is he intelligent or careful or kind? Thông minh và chăm chỉ. Use the adjective that I give you and answer my question. Can you? Lucas, can you answer my question? Okay, so I will give you an example. If I ask you, Lucas, hey, now it's just like a name. Just use your name for example. Yes. Lucas, hey, now. So, how will you answer me? Are you lazy? No. No. Yes, Lucas. Oh. Yes. Yeah, I guess a bit lazy. You just use your name first. The subject is the name or another one names. But here I ask you, so you can say your name, Lucas, and plus the adjective here to tell about your characteristic. Human? Are you intelligent? I guess, yeah. Yeah, okay, so I can say Lucas, human. Right? It's just the answer. If I ask you, Lucas, see now, you can answer me. Lucas, human. It's all. Or you can plus in here. Thank you. Man. You're good for me. Thú vị. Okay. Thank you, Lucas. Then, tiếp theo, if you want to ask, how is your friend? You will ask, bạn thân của em thế nào? So you will answer me, bạn thân của em, and what's the adjective that I give you before? Which is all about the characteristic. So can I ask you? Sammy ơi, bạn thân của con thế nào? Con rất thương. Bạn thân của con rất thương. Sammy, can you give me your answer? Is your friend intelligent? Is your friend lazy? Yeah. Okay. So. Sammy, can you give me your answer? No. Okay, we'll pass it. Okay, so do you want to play a game? Okay. Chúng mình chơi trò chơi yeah. nhé. Câu hỏi đầu tiên, the first question. Từ trái nghĩa với từ cứng là gì? What is the opposite word of cứng? Nhìn phải đi học nữa. Cứng. Mềm. À mềm. Here the answer from Thanh Lan. Mềm. Chính xác. This mềm. Right? Mềm. Mềm. The next question. The next question. The opposite word of the tốt. À. Xấu. To me now. Xấu. To me now.
Sammy. So, I've been saying it the entire time. Okay, the next one. You in the blank. Who knows the answer? Raise your hand. Okay, so fill in the blank. Blank. What? We have two blank here, which is one letter here. Who knows the answer? Raise your hand. Raise your hand if you know the answer. Stop. Okay, so the hint. Who can guess? Can guess it? Đây là gì nhỉ? Ai có thể đoán được câu trả lời là gì không? Là thưa. Hả? Là thưa. Thành là cà chua. So, cà chua. Cà chua. Which letter will you fill in it? Có điền chữ cái gì ở đây? Có điền chữ gì nhỉ? Cờ. Okay, chính xác. Cờ. Chữ is cà chua, which is tomato. Cà chua. Cà chua. Cà chua. So we need to fill the letter C. The next one? How to fill in the blank too? Khoai tây. Sammy? E. Khoai tây. Nào? E. À, E. Chính xác, đây là khoai tây. Exactly. Tiếp theo nha. What is the opposite word of cold? Like? Nóng. Okay, so the answer is nóng. I said it. Okay. Because the remaining time of this meeting is just 1 minute left, so it's time for us to exit and come back again. Can you? Thank you. See you in the next room. Chúng mình vào lại phòng học với cô nhé.